Vâng, em chào các bác. Hôm nay buổi tối em Toàn Thắng đại diện cho Shop Hàng Nhật lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Thì hôm nay nhà em vừa mới về được một lô lò vi sóng các bác nhé. Một lô lò vi sóng 3D của Nhật Bản. Hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho các bác. Nếu bác nào mà quan tâm đến những chiếc lò vi sóng làm trợ thủ đắc lực cho những người đàn ông thích nấu nướng này, những người phụ nữ thích người vào bếp mà nhàn hạ bản thân thì hãy kết nối với em. Hôm nay em xin giới thiệu qua cho các bác. Hôm nay nhà em mới về được khoảng 20 chiếc lò, đều những cái dòng cao cấp của thương hiệu Hitachi, đời có từ đời 17 đến tầm 21-22. Thì hôm nay em đây nên mẫu cho các bác đây, thì cũng quay qua cho các bác là đây. Cũng mới về, cũng chưa bóc được hết và cũng lau qua được hai em này, thì cũng lên sóng để bác nào mà có quan tâm thì kết nối cho em. Thì sau đây em xin đi vào chiếc đầu tiên các bác nhé. Chiếc đầu tiên thì con Hitachi này nó có mã MRO S8i. Hitachi con này dung tích 30, để em xem dung tích bao nhiêu lít nào. Con này dung tích là 31 lít. 31 lít các bạn. Con này được sản xuất năm 2020. Đây là thông số mạch và điện của nó. Các bác nhìn bản này là một bản siêu VIP luôn các bác nhé. Siêu VIP là gì? Em xin giới thiệu đây. Nó gồm 90 thực đơn và 90 món khác nhau để cho chúng ta lựa chọn. Làm bánh, nấu xôi, nấu làm pizza, rồi làm kẹo. Nó rất là nhiều trên chương trình này. Lướng khoai, rồi lướng mực, rồi hâm nóng đồ ăn. Thì trong bản thân cái lò này thì nó có những cái khay. Gọi khay này nếu khi chúng ta nướng thì chúng ta sẽ dùng. Còn nâu khay này chúng ta dùng đặt sóng. Tại sao dòng nội địa Nhật thì nó cao cấp? Thì em cũng xin thưa với các bác là nó là dòng 3D, 3D buồm các bác nhé. Đây nó chỉ có một tấm nha. Thì chúng ta khi đặt, đây như em đặt cốc nước hoặc thay đĩa thức ăn vào đây, thì chúng ta sẽ chỉ việc khởi động, để làm thực phẩm, đồ ăn, đồ uống, rất là tiện lợi. Nó không như một cái chiếc lò vi sóng của chúng ta như kiểu kia đấy. Và thêm một tính năng cao cấp nữa là nó có khay buồm. Thì khi chúng ta nướng thì tất cả các chế độ nó được buồm, nó sẽ không khô như các cái lò bình thường. Điều khiển con này thì rất là đơn giản. Các bác nếu mà lấy thì em sẽ có một bản dịch tiếng Việt vào đây. Ví dụ như em menu lựa chọn các món này, từ 1 đến 90 món khác nhau. Các bác thấy siêu VIP chưa? Thì chúng ta chỉ việc chọn vào các món chúng ta làm và sử dụng thôi. Bình thường thì em bắn sóng đây nhé. Thì đây này, start này các bác này. Đấy, lò rất là hiện đại luôn. Khi start xong nó sẽ cân đồ sẽ chúng nó sẽ làm sóng. Đây em sẽ làm thao tác riêng cho các bác, từ 1 đến 19 nó có cấp độ đây. Đấy, rất là xịn sò luôn. Khi chúng ta bắn đây là lướng này, chế độ lướng, dưới là chế độ sóng các bác nhé. Đây, dưới là chế độ sóng. Đấy, chúng ta chỉ việc chọn những chế độ và khởi động, rất là hợp lý luôn. Đây là nó có cổ bộ điện tử của Nhật các bác nhé. Chỉ số tiêu chuẩn của đất nước Nhật. Đấy, dòng lò vi sóng 3D này thì nó cho chúng ta làm đồ ăn thì đúng theo một cái quy trình như một nhà bếp xuất sắc nấu cho chúng ta dùng. Đấy, rất là xịn sò luôn.
Thì bác nào quan tâm sản phẩm lò vi sóng này thì nhấc máy alo cho em, thì em cũng tiện là em cũng báo giá luôn. Dòng sản phẩm này nhà em đang bán là 4 triệu các bác nhé. Còn Hitachi cao cấp này nhà em đang bán là 4 triệu cho các bác. Em sẽ gửi những cái bảng chi tiết tất cả các món này để cho các bác chỉ việc, ví dụ các bác muốn làm pizza thì các bác chỉ cần ấn vào nút làm pizza số bao nhiêu là chúng ta có thể đặt vào là làm thôi. Hoặc là chúng ta có thể nướng gà, rồi nướng cá, có thể đầy đủ hết để vào một chế độ khi chúng ta chỉ cần nhấn nút là chúng ta ok được các bác. Chúng ta cũng không cần phải làm những thao tác gì hơn, và đổ chút nước sạch vào đây để cho chúng, để cho khi nướng nó sẽ bù độ ẩm cho nó, thịt của chúng ta không khô. Đây các bác này, nhìn rất là xịn sò, đây đã có sôi này các bác nhé. Đấy, đấy, cốc nước đã sôi. Đấy. Nó hoạt động rất là ok, mẫu thiết kế thì lại hiện đại. Thì bên em này, bên em này thì các bác nhìn, nó cũng cho chúng ta các cái tính năng như vậy. Chọn các cái món từ 1 đến 9 này, 8, 7, 6 này. Đấy, mức 2 cho chúng ta từ 10. 10 đến 19, 19 đến 37, 37 đến 46. Dòng này thì nó có 64 món cơ bản đấy các bạn. Đây, 64 món cơ bản thôi. Đấy, con này thì màu đỏ rất là sang trọng, rất là đẹp. Lò này thì em cũng đã test thử các tính năng. Đấy, khi chúng ta không nướng thì có cái khay lớn rất là đẹp. Chúng ta bỏ một đĩa ví dụ thức ăn vào là rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấn nút và cài đặt thời gian. Nếu chúng nó cân, lò nó tự động sẽ cân để chạy giã đông cho chúng ta phù hợp, còn không chúng ta sẽ điều chỉnh số phút. Đây, số phút ở đây đấy. Và nướng cũng vậy, nếu mà chúng ta không, đấy là chúng ta tự động để can thiệp nha các bác nhé. Còn đâu nếu mà tự động thì sẽ chỉ cần ấn nút các cái chương trình ở đây thì sẽ ok luôn thôi. Khi đủ thời gian sau là khi chín là mình chỉ việc mở ra để xài thôi. Đấy các bác nhìn này, rất là tốc độ. Đấy, ngoài ra các bác có quan tâm, đây nhà em này cũng lại về được thêm mấy em lọc nước xịn sò này đây. Bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em nhé các bác nhé. Hàng này thì cam kết nguyên zin không sơn, cam kết nguyên bản 100%, không động chạm sửa chữa. Nếu bác nào mua thì bọn em sẽ bỏ ra vệ sinh và test từng máy cho các bác. Đấy, em có mã Chevy 5050 này, Chevy 507 này. Và mã 207 này. Mấy em này mới về các bác nhé. Thì bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ. Shop nhà em có địa chỉ tại Khoái Châu, Nghiên. Nếu bác nào gần có thể qua uống trà và ngắm những sản phẩm đồ nhé em. Ủng hộ cho em những cái sản phẩm thiết yếu nhất cho gia đình nhà mình. Đấy, em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Em thì cũng xin thưa các bác là làm đều hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn các bác đã quan tâm.